Đoán rank liên minh cùng Levi. Throw on mid. Hơn 5 phút 36 lính. Cái thế này là cái thế của một người biết chơi. Cái thế chặn lính á. Các bạn rank có thể gọi là thấp hơn một xíu. Khi mà các bạn có lợi thế, các bạn không biết chặn lính đâu. Rồi các bạn vẫn đánh ở một cái vị trí thấp thấp á. Nhưng mà chặn lính này biết chơi nha. Tôi cần một pha băng trụ hoặc là một pha tốc biến lên. Giờ bất ngờ. Tôi thích một pha băng trụ hơn. Tại vì lúc đấy sẽ không cần mất tốc biến. Wow. Cả hai người đều có ý tưởng chơi Annie, cũng chơi ở một cái timing đẹp nhá. Annie cũng chơi ở một cái timing đẹp. Nếu Annie choáng trúng thì Kane sẽ kịp ra và kịp dứt điểm hay gì đó. Chung thì Khánh nghĩ đây là một cái rank cao thủ trở lên. Đại cao thủ không? Cảm giác như là đây là một cái rank khá tốt đấy. What the fuck? Cái gì vậy anh ơi? Chịu rồi anh em ơi.